Mặc dù không được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dương trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột vẫn cho máy móc đào giao thông hào dài 10 km trên đất sườn tự nhiên thuộc vùng đệm vùng quốc gia Giọt Đôn, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn. Tháng 7 năm 2016, công ty Ánh Dương có chủ trương xin tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh quy hoạch khu du lịch sinh thái Bản Đôn, xin xây dựng bờ bao có chiều dài 35 km, sâu 3m, rộng 20m trên cơ sở đường bờ bao cũ đã bị bồi lấp, có chiều dài 11 km để bảo vệ rừng và nuôi động vật hoang dã. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra hiện trạng, xác định diện tích đất mà doanh nghiệp đề xuất đào xây bờ bao khoảng 28,7 ha, chủ yếu là rừng tự nhiên. Đến tháng 9 năm 2016, công ty Ánh Dương lại có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn xin đào bờ bao dài hơn 10 km trong 35 km đã đề xuất trước đó. Trên cơ sở, bờ bao cũ đã bị bồi lấp của công ty cao su Đắk Lắk xung quanh khu du lịch sinh thái Bản Đôn. Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn đã đồng ý để công ty Ánh Dương được nạo vét, tu sở bờ bao trên cơ sở hiện trạng ban đầu. Theo ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn, chiều ngày 23 tháng 4 năm 2017, việc san ủi, nạo vét bờ bao đã hoàn thành, hệ thống giao thông hào được công ty Ánh Dương đào khá sâu, khoảng 3 mét. Dài 10 km tạo thành rãnh lớn nên người dân và gia súc của người dân các buôn xã Krông Na không thể qua lại được. Cái chỗ là công ty thì múc thì theo cái ranh giới của công ty thì nó múc sâu thì bà con thì có con bò con trâu thì bị rơi xuống thì khó mà kéo. Trước thì mương không có đâu, bây giờ mương người ta đang múc rồi, nếu có việc xảy ra thế này thế kia thì dân làng phải ấy chứ, phải nói thế này thế kia chứ. Thế mà mày đưa nhỏ thì cứ qua đi qua lại thì mai mốt thì chắc chết luôn á, chỗ bờ mương á. Trên cơ sở xử lý cái đề nghị của công ty Ánh Dương về việc nạo vét cũng như xử lý bờ bao thì Ủy ban huyện đã có cái công văn thống nhất chủ trương như thế. Còn thông tin về ảnh hưởng đến gọi là đời sống người dân cũng như là cái việc chăn thả gia súc gia cầm thì cái vấn đề này thì thông tin này chúng tôi mới nhận, chúng tôi sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo ban ngành liên quan nếu có trường hợp liên quan. Ngoài đường giao thông hào dài trên 10 km nói trên, công ty Ánh Dương cũng vừa gửi đề xuất lên Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn cho thi công thêm hệ thống bờ bao có chiều dài khoảng 4 km, rộng 10 m. Diện tích đất mà công ty này đề xuất nằm ở đường giáp ranh với Trung tâm Quản lý Bảo tồn Voi Đắk Lắk. Tuy nhiên, huyện Buôn Đôn chưa đồng ý vì không thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện. 4 km đất rừng mà công ty Ánh Dương tiếp tục đề xuất đào giao thông hào thuộc rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, cây rừng đang tái sinh và phát triển mạnh mẽ, mật độ cây dày. Đặc biệt, khu vực này nằm giáp ranh với rừng thuộc Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk, nên nếu để công ty tiếp tục triển khai hệ thống giao thông hào có chiều sâu và chiều rộng lớn, sẽ ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước, nhất là xã Krông Na là khu vực voi rừng thường xuyên kéo về tìm thức ăn. Ở đây chúng tôi khẳng định là hiện trạng bờ ranh mà tiếp giáp của công ty Ánh Dương và Trung tâm Bảo tồn Voi thì chưa tác động gì cả. Hiện trạng là rừng non tái sinh và chủ yếu là cây dò. Còn theo thông tin thì ở đây chúng tôi khẳng định là người ta chưa tác động gì và cũng chưa múc bờ ranh như thông tin phản hồi. Tại hội nghị bàn các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 ở Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các tỉnh Tây Nguyên thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa rừng tự nhiên, không khai thác rừng tự nhiên, không chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên, kể cả các dự án, công trình đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai. Tuy nhiên, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang để doanh nghiệp đào giao thông hào trên đất rừng. Vấn đề này cần được kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định. Nằm ở khu vực trung tâm của thôn 2, kể từ ngày có điện đường thắp sáng, quán tạp hóa của gia đình anh Cờ Kiểu nhộn nhịp hẳn lên. Cảnh điều hiu vắng vẻ trước đây được thay mới bằng nếp sống văn minh. Trước đây thì bà con chỉ có